Đây, hiện tại là anh em đang đi dù. cái dù kỳ lạ nhất Việt Nam. Đây là thịt chó, thịt gà, luộc, mì tôm. Cái dù đấy gọi là cái dù kỳ lạ nhất Việt Nam vì là dù của người sống. Đấy. Dù của người sống là đấy, một người đàn ông kỳ lạ từ từ tổ từ làm dù cho mình. Đấy là bậc quảng từ Quảng Trọc. Có phải tập hướng bạc gọi thật. Mới hỏi chủ tiệc, mới chủ tiệc không mới nói chủ chỗ. Có lẽ để em ra ngồi bên mâm cơm bên teo ấy chứ, ngồi bên thịt tròn. Ngồi đấy, ngồi đấy. Để thằng nghị quyết ra thôi, nghị quyết có thôi. Hai thằng ngồi lồ gần mâm cơm. Thì ra. Anh ngồi tầm tầm vai chén anh lướt ra. Vai chén là không dùng đùa nhá. Biết thế này, biết thế này. Vô trên tên chạy lên trên tên kia lục sớm ăn nước chạy về đây á. Rồi giống như là hai chạy là đừng cầm đùa mà cống chọn rửa tô ấy. Vì tên này còn đùa cái này đùa xí. Ta làm dạo anh. Những cái dầu bên rổ của anh quán. Lập cũng mẹ lại chất của Lập đấy, mình nhọc đó. Chứ Lập cũng mãi đánh là mấy chậm nào. Ngồi đây. Hai bên đậm chắc á, bên này hai bên đậm chắc á. Có ăn nó teo, thích. Thôi, qua bên đấy cả anh. Mình mà làm, ngồi bên đi cả anh. Đây là thịt gà nấu xạo, đây là trò nấu giờ cây. Đây là món trò thịt trò nấu giờ cây này. Ngồi anh Tạm làm trò ngon rồi. Gái anh làm trò vẫn ngon đó. Được, ngon nếu không biết được cái anh rửa hai bút đỉnh vào thôi. Bút đỉnh của ta cần bút đẹp. Bên đi. Ngon. Ừ. Thập hướng đang hoang nha anh. Hướng. Cô có thúng đó. Hôm bỏ phiếu đó đến thập hướng. Ừ, bên kia mà hỏi một đó. Hả? Bỏ mấy cái hỏi này, nó hỏi nó thôi. Nó bỏ, nó hỏi nó thôi. Đây là bà Mỹ. À, cho anh thằng. Thấy cái bạc mình mới. Thấy cái bạc nó cháu đây. Đó. Thấy cái gì? Lột cái đó bọc. Ở dưới đông mới nói dưới đông ấy. Anh thì chọn dưới đông về nói. Đấy nên nhưng kia bên béo bên nhọc kia là bình nghệ đâu. Bên bình nghệ đâu. Đúng là cái này đó. Đấy. Nhờ tóc cặp đó. Ê, mẹ em ơi. Không có cho em nóng đâu. Rồi, thịt tai rồi. Nào, thì chiều khi chơi đấy, cả năm ngồi trượt, đã nó mặt lên. Ăn thịt cây chứ, ăn đi thịt chó. Đây, xin chào các bạn. Cắn thì không gặp mấy bạn, nhưng mà bụng hết mất. Nhưng anh cứ cười đi, nhưng mà một lượt hai mạnh. Có đánh ông chẳng đi mất chỗ đây giỏi. Không với nhau được. Nói chung là họ ăn thịt chó chấm luộc hẳn thịt luộc hẳn chấm luộc mà. Nó là không thích ăn. Thịt chó chấm luộc mới ngon, thịt chó chấm nước mặn đi có lấy nở với o lời vào túi.
ý này là không ăn thịt chó mà họ chấm luôn thịt chó đấy. Chấm chó. Kỷ niệm ngay dỗ. Đây người chỉ có bạc nên là kỷ niệm ngay dỗ các bạn ạ. Đỏ vẫn mới người hứa chứ. Tự làm dỗ cho bản thân. Hồi giấy bên này chẹn giấy cả rồi. Bình từ anh Hiền, còn đây là Bình từ thằng Rấu các bạn. Hai bạn gặp nhau chèn, dẫn ngay kỷ niệm ngay dỗ bất quán. Dỗ với mấy người ấy mã rồi đấy hai mươi. Kỷ niệm ngay dỗ bất quán thì tất được. Còn má ông dài ăn cồn cái cuộn. Anh ta đến mẹ. Rồi đây anh tặng đèn cái bình gặp mắm người đấy chứ. Bên ấy. Đúng rồi. Nó làm việc nặng. Ở bên nào phát được không khỏi? Làm việc nặng. Biết cái gì? Em muốn gặp biếng. Không ai như bờ bên không bên là tiền. Để muốn bên nào bên là tiền. Ngồi đây chơi. Đưa tiền lên trên. Không rồi đấy rồi bên lên trên. Đi đâu hoa đâu mời lên đâu. Đi lên đâu hoa đâu mời lên bác anh về đi mà ăn cái đợt mà thiên long mà hồi vậy thì cũng tới anh ấy thế đó rồi vô đi bác ấy lồng lưng cái con luôn để bác đi lấy chỗ cái con đấy đây cái đứa lấy chỗ đấy con đây là quả không bay á việc bác đến đã quả quen thôi nhiều điều đây là chủ nhân đăng kỷ niệm cái dỗ của bạc này lý gió biết lý gió chứ mà bạc là tù chỗ cây cách đây 13 năm bị tai nạn phạt là về đau hết luôn để săn đó sự tích kể rằng như vậy đấy tai nạn thì tưởng là chết về ông đau hết ông ban sàn đó như để trông bài luôn. Dỗ 14, 15 lần mà giờ nó khỏe nó thế này. Không có chết. Chúng lại. Chúng lại. Chào anh em đấy.